Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhá. Và hôm nay thì mình sẽ rích nhẹ nhẹ một số cái hình ảnh gọi là kỹ năng mới của class mới dược sư, y sư hay là dược sĩ gì đó, anh ấy cứ gọi gì là gọi nha anh em nhé. Mà nó tên là Herbalist, Herbalist. Mình có che lại một chút nhưng mà Herbalist anh em nhé. Rồi, thì class này nó sẽ có một số chiêu thức, bây giờ chắc là mình sẽ xem một vòng trước này nhé. Anh em quan tâm thì anh em có thể xem bên Chiri Room hoặc là bên Tap Tap á, nó có nhé. Còn bên mình thì mình sẽ bình luận một chút nữa. Rồi, chúng ta sẽ xem về kỹ năng nào. Rồi, ý tưởng này. Và chiêu thức nè, đây là chiêu thức cơ bản nhé. Băng bình độc vào băng vào cái sát thương, ghép lại chúng ta được xạ thủ rừng xanh ha, phát truy đỡ quèo khá là ngầu. Pháp sư rừng xanh Storm Shaman, phù thủy bảo tố cho nó hay. Rồi, chiến binh bỏ hung Will Walker, wow. Và cuối cùng rút rồi ok, khá là thú vị anh em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ rích một chút cho anh em nhé. Đầu tiên thì về mặt kỹ năng thì anh em thấy là chúng ta sẽ có những kỹ năng phong cách màu xanh lá cây nha anh em nhé. Có kỹ năng là quăng độc là đánh thường nè, có một số kỹ năng là gọi là hồi máu này nè, cái này là hồi máu nè đấy. Ngoài ra chắc là có lẽ là nó sẽ có thêm phá giáp nữa. Thông thường thì mình thấy mấy cái hệ là thường nó có phá giáp, đoán thôi. Tiếp theo thì mình sẽ đến với kỹ năng. Đây, kỹ năng cơ bản của bên dược sư là khi mà đánh thì nó sẽ quăng ra một cái bình độc nè anh em. Xài vũ khí thì nó quăng bình độc là chủ yếu này nè, cầm chữ nó sẽ quăng bình độc nha anh em. Đấy, con này thì chắc là con quái mới hả, quái mới hay bốt ta, nhìn đẹp quá trời nha, nhìn giống như cái bàn chân ma pháp á. Cái này chắc anh em sau này chắc nhìn là biết luôn ha. Wow, chắc bốt em không, quái thường nhưng mà quái mạnh. Và tiếp theo thì trước mắt thì về cơ bản thì đòn đánh của nó nhìn cũng thú vị. Sát thương thì nó sẽ không nổ sát thương như cái kiểu mà thông thường anh em nhé. Anh em chơi mà Genshin Impact thì phong cách là giống như là sát thương hệ tảo á, nó sẽ chơi sát thương từ từ, nó sẽ nổ mà chắc lẽ là nó sẽ phản ứng nguyên tố các kiểu thứ nữa. Chứ trước mắt mình thấy nó đánh thì nó sẽ không có nổ sát thương liền, mà nó sẽ nổ sát thương từng cái một kiểu theo thời gian á nè. Rồi, sau khi kết hợp lại với xạ thủ thì chúng ta sẽ được xạ thủ rừng xanh, rồi vẫn kết hợp chung với những đòn bắn và kết hợp có lướt anh em nhé, lướt cơ động các kiểu này đấy. Wow, đã vãi anh em, mùa sau chắc anh em rất thích chơi thể loại này anh em mà nhìn nè. Nó bắn thường nó các bạn này nó lướt nè, trước mắt nó lướt mà nó bắn nè, nhìn nè. Wow. Quá trời tê luôn anh em, chắc là có lẽ là mùa sau là cái class này rất là chuộng anh em. Và nó vẫn sẽ áp dụng được những cơ chế ví dụ như là phân tách nhá. Phân tách đạn nặng với khóa mục tiêu anh em, tại ta bắn ra mà, nó bắn đồ đánh thường nhiều ha, vừa có lướt này nọ nữa. Khá là hay. Wow, có chiêu này ngầu quá nha. Nói chung chiêu thức của dòng cung này mình thấy ngầu nhất trong tất cả luôn á anh em. Bắn thường, bắn đồ á kiểu. Cơ động. Cái này là mình nhìn kỹ nó đâu có giống cái chiêu gọi là lướt ra bắn đạn đâu anh em. Nó đâu có giống chiêu lướt ra bắn đạn đâu, như chiêu lướt mới hay sao á. Nhìn nè. Đó, nó lướt ở đâu có bắn đạn đâu anh em. Cái này không phải chiêu lướt ở trên cái bảng của hiệp khách đâu anh em. Cái này là lướt riêng của nó hay sao á. Này nhìn nè. Đó, nó lộn ra nè, thấy không? Nó lộn ra. Khá là hay á. Nhìn khá là ngầu ha. Và cũng đúng như mình nói là sát thương nó không có nổ, không nổ to mà sẽ bắn sát thương duy trì thời gian. Được chưa anh em? Nhìn hấp dẫn vậy. Rồi, đến với Shaman là như là phù thủy bảo tố ha, gọi là phù thủy bảo tố đi. Vẫn là gây sát thương điện quái băng nhé anh em. Có chịu hồi một con quái băng sau kìa. Phù thủy băng sau lưng kìa. Sát thương diện rộng rất là tốt, ngoài ra có những cái tia nhỏ của hệ dược nữa. Nhìn khá là ngầu, cũng được. Cũng rất là đáng chơi thử anh em nhé. Rồi, đến với chiến binh. Chiến binh thì nó có nhánh chiến binh nên anh em có thể dùng chơi xoay cũng được hoặc là anh em chơi phong cách mới cũng được. Và anh em để ý là bây giờ khi mà nó biến thành cái dạng mà nó có sừng này nè anh em thì nó sẽ
được tăng giáp và cũng như là trở nên bất tử trong một thời gian anh em. Tăng giáp hồi máu liên tục, rất là khỏe và gây thêm sát thương anh em. Đấy, và nó có kết hợp chung với lại nổ dưới đất nữa. Và lúc di chuyển thì nó giọng đất thêm nữa, nhìn khá là ngầu ha. Chiến binh này nhìn chiến quá. Đúng chiến luôn á. Nói chung là mùa sau thì mình sẽ chơi hết thôi, nhưng mà mình đánh giá các kiểu thứ thôi anh em nhé. Nếu cờ lát chiến binh thì chắc là mình sẽ chơi thứ hai. Sau xà thủ chắc mình sẽ chơi xà thủ trước. Hoặc là mình sẽ chơi rút trước. Mình có nghe mấy đứa em mình giới thiệu về cái việc rút á, tại vì nếu mà nói thật ra mà nói thì rút nó hơi tệ chút. Nó không thích thôi chứ thật ra thì mình thấy ok mà ta. Đây mình có thể triệu hồi được những cái con lính nhỏ này thì ở trong cái bảng gọi là của nhà ngoại cảm. Cái này thì anh em quen biết rồi, quen thuộc rồi đúng không? Nhà ngoại cảm này có con bự bự là cũng của nhà ngoại cảm nè. Ở đây thì mình có thể biến thành, mình có thể gọi thêm một đàn sói sói quỷ nè. Sói quỷ này nè. Đấy. Và kế tiếp thì bản thân mình có thể biến thành một cái dạng gọi là dạng gấu. Mình đã nói anh em đó, mình biến thành một con gấu nè. Mà con gấu có thể gây thêm sát thương nữa. Giờ nè. Nhìn khá đa dạng. Rồi. Qua cái video rồi thì mình thật sự mình nói rất ấn tượng anh em ạ. Phê. Rất là đáng mong chờ anh em ha. Và yên tâm đi, mình sẽ review hết tất cả class cho anh em. Đã vậy. Anh em nào mà thích coi bản gốc mà không muốn mình làm phiền cứ qua chili room mà xem anh em nhé. Để chơi anh em. Rồi. Chắc là đầu tiên chắc mình sẽ chơi rút trước. Sau đó mình chơi xạ thủ. Cũng như là chơi pháp sư và cuối cùng là mình chơi cái chiến binh sau cùng anh em ạ. À, chiến binh cũng được nhưng mà mình thấy xạ thủ mới lại rút chơi sướng quá. Nên là chắc là chơi từ đầu ha anh em ha. Rồi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Rất mong chờ nha.